Đôi khi mà chúng ta thấy là nhà chúng ta chim đến làm tổ, ong đến làm tổ, tự nhiên lúc đấy tại sao thấy mình nhiều đơn hàng thế, rồi thấy là tự nhiên là nhà lại sinh con đẻ cái, mà con cái mình nó học hành nó tốt thế, thì nó thể hiện là cái sức mạnh, cái năng lượng của cái địa từ trường, của năng lượng về mặt âm đất nó đang vượng lên, và nó thể hiện bởi cây cối, thể hiện bởi chim chóc, thể hiện bởi bầy ong đến làm tổ đó. Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về 5 dấu hiệu của một ngôi nhà mà có lộc. Và khi mà đi mua nhà ấy, nhất là khi đi mua nhà cũ, thì chúng ta hết sức lưu ý để mà có được một ngôi nhà nó hanh thông về mặt tài lộc nhé. Khi đi mua nhà ấy, ngoài cái việc mà xem hướng rồi, xem vị trí rồi, xem hình thể cấu trúc nhà, thì một số thông tin liên quan đến cảnh quan môi trường và tìm hiểu về cái lịch sử của ngôi nhà, cũng như là các vị chủ nhân, cũng như là cái đời sống của các vị chủ nhân, thì sẽ góp phần có một cái nhìn tổng thể về mặt phong thủy của một ngôi nhà đó. Thì từ đó chúng ta có thể biết sơ sơ về những cái phần tốt hay xấu, đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta không phải là những cái người mà dành chuyên môn như các bậc thầy phong thủy. Thành ra thì tôi chỉ xin lưu ý một số những cái đặc điểm rất rất là cơ bản thôi nhá. Thì đầu tiên là các cụ có câu là cái răng cái tóc là góc con người, phần da thịt phần mái tóc về cái răng thì nó nói lên cái vận khí của một con người nhá. Thì tương tự vậy, đối với một cái ngôi nhà thì những cái trường khí toát ra là cái gì? Toát ra thứ nhất là do cây cối, cảnh quan môi trường xung quanh. Đấy, thành ra đầu tiên thì chúng ta hãy phải quan sát về cây cối xem nó có xanh tốt, nó có tươi tốt hay không. Đúng không? Cây mà nó cứ khô héo, cây mà nó cứ cằn cỗi, cây mà nó không được mơn mởn, thì rõ ràng ngôi nhà thì nó kém về mặt sắc khí rồi. Đấy, các cây mà trong một cái môi trường mà sinh trưởng tốt ấy, đâm chồi nảy lộc rồi ra hoa kết quả bốn mùa xanh tươi đều đặn, thì nó là một cái dấu hiệu nó quá đáng mừng. Hoặc là những cái cây sống lâu này, cây xanh tốt thì nó là điềm lành đấy. Ngoài ra cây mà mọc nó thẳng hàng thẳng lối, nó không xiên xẹo, nó cũng là một cái dấu hiệu mà nó thể hiện cái trường khí ấy đấy, nó đều đặn, nó có những cái độ thanh trong nhất định. Đó, chứng tỏ ngôi nhà đó là phong thủy tốt, thì khi đó thì gia chủ có nhiều tài lộc, cuộc sống thì dễ an khang thịnh vượng. Hoặc là một cái tiêu chí khác, một góc nhìn khác, nó cũng thể hiện về mức độ trường khí, đó là những cái đặc điểm, những cái sinh vật ở loanh quanh cái môi trường sống đó. Tôi nói ví dụ các cụ có câu là đất lành chim đậu, đúng không ạ? Mà đất không lành thì dân lại nhậu chim luôn, đúng không? Thành ra là đất lành nó cũng là một cái tiêu chí rất là quan trọng, nó đi vào thơ ca, nó đi là câu vè của các cụ để truyền lại cho con cháu rồi, không phải tự nhiên, đúng không? Thì chim muông rồi thì cây cối rồi thì con vật, ví dụ như là bầy ong thì cái khí của nó cũng rất là tốt, khí nó thanh nó vượng, nó khác với cả bầy mối. Bởi mối nó xâm phạm vào những cái kiến trúc, nó làm cho kiến trúc của chúng ta đang yên đang lành nó bị sụt lún, đúng không ạ? Nó bị long chân, đúng không ạ? Những người mà ở trong nhà mà bị mối thì anh chị em biết rồi, nó vô cùng là tệ. Thường là đi xuống, đi ngang nó đã là tốt rồi, nhưng mà thường là cắm đầu đi xuống. Còn lại những cái ngôi nhà mà chim đến làm tổ, ong đến làm tổ, đấy. Chim chóc ong bướm nó là những động vật nó thích, nó nhạy với môi trường đấy. Nó thường nó chọn những khu vực có trường khí tốt để nó làm tổ, nơi có chim làm tổ này, ong làm tổ thường là những cái trường khí nó quá tốt. Thành ra là đôi khi mà chúng ta thấy là nhà chúng ta chim đến làm tổ, ong đến làm tổ, tự nhiên lúc đấy tại sao thấy mình nhiều đơn hàng thế, rồi thấy là tự nhiên là nhà lại sinh con đẻ cái, mà con cái mình nó học hành nó tốt thế, thì nó thể hiện là cái sức mạnh, cái năng lượng
của cái địa từ trường của năng lượng về mặt âm đất nó đang vượng lên, và nó thể hiện bởi cây cối, thể hiện bởi chim chóc, thể hiện bởi bầy ong đến làm tổ đó. Thì đấy là hai tiêu chí đầu tiên là chúng ta cần quan tâm. Thứ ba thì chúng ta hãy quan tâm về cái ngôi nhà đó, về chất lượng ngôi nhà đó. Nếu như chất lượng ngôi nhà đó mà không bị xuống cấp theo thời gian, tức là ngôi nhà ví dụ như là bình thường cái chung cư mà thu nhập thấp chẳng hạn thì thường người ta là xuống cấp rất nhanh. Anh chị quý vị cứ đi ra ngoài đường, quý vị thấy là trong 10 tòa chung cư mà xếp liền nhau mà trong một cái khu dự án mà cái tòa nào mà xuống cấp, cái màu sơn nó xuống nhanh nhất, chắc chắn nó là cái nhà thu nhập thấp. Thì tương tự vậy thôi. Đấy, anh chị em đến những cái khu mà của Vin nó khác, đấy, hoặc là những khu đô thị đẳng cấp nó khác, cái nhà cửa bao giờ nó cái nước sơn của nó cũng rất là sáng choang. Đấy, thì đương nhiên rồi, nhà cửa thì theo năm tháng thời gian không có cái gì nó chịu nổi cái sức ép của thời gian cả. Con người cũng lão hóa, ngôi nhà cũng lão hóa, nhưng mà nó lão hóa đều, nó nhẹ nhàng, nó xuống, nó trầm chậm. Ví dụ đồ đạc nó cũ, nhưng mà cái cũ của cái đồ đạc ấy, nó đều đặn, chứ nó không phải kiểu chóc lở. Chỗ kia thì nó vẫn còn nước sơn sáng, nhưng mà chỗ này nó đã chóc lở rồi. Thì đấy là một cái rất là không tốt. Đấy. Thì thành ra mà nói là nhà mà đã ở trong nhiều năm ấy, mà ít bị xuống cấp, không bị xuống cấp, tường nhà mà ít bị bong chóc rồi thấm rột, đồ đạc cửa nẻo cốt keo nó không bị mối mọt, thì chứng tỏ là ngoài việc cái chủ nhà là người ta rất là cẩn thận, người ta chăm chút, thì nó ở đâu đó nó cũng là một cái biểu hiện của một cái trường khí mà nó có cái sự thịnh vượng, một cái trường khí mà đầy cái năng lượng tốt. Thành ra là những cái trường khí đấy nó mới thu hút được những cái người chủ nhân có những cái đức tính tốt, hoặc là những cái người chủ nhân mà nó ở cái mức khá thì tự nhiên là trường năng lượng nó làm cho người chủ nhân nó tốt lên, và người ta sẽ có ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà. Trong phong thủy có câu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi mà người mà vật mà ngôi nhà mà nó thể hiện cái trường khí tốt ấy, thì đương nhiên đó là một phong thủy tốt, và ngôi nhà đó chắc chắn ăn nên làm nhà và rất là thịnh vượng, đúng không ạ? Ngoài ba đặc điểm mà tôi chia sẻ thì một cái đặc điểm thứ tư mọi người hết sức lưu ý, đó là chúng ta tìm hiểu về lịch sử ngôi nhà, tìm hiểu về những cái vị chủ nhân của ngôi nhà. Thông thường khi mà làm ăn buôn bán ấy, hoặc là bán nhà thì ai muốn bán nhà đôi khi là họ có thể là họ đưa ra những cái thông tin có lợi, ví dụ như bảo là nhà nọ nhà kia là chủ nhà này ăn nên làm ra, và hồi xưa thì ở nhà bé mua nhà to, thì đấy là cũng là một cái tiêu chí mà chúng ta cũng phải để ý, nhưng mà chúng ta cũng phải check thông tin. Nhưng mà vô hình chung mà nói thì cái chủ nhà mà đi lên bao giờ nó cũng rất là tốt, đúng không ạ? Anh mà đang nhà chung cư 100m mà anh xuống được liền kề 100m xây 3 tầng chắc chắn nó phải là ăn nên làm ra rồi, và cái nhà đó chắc chắn là nên đưa vào một cái tiêu chí để mà lựa chọn. Còn hơn là chúng ta đi mua một ngôi nhà mà chúng ta biết là chủ nhà là bị đi xuống. Cái thằng môi giới nó bảo, ui anh ơi, cái thằng chủ nhà này nó bán nhà này rẻ lắm, vì nó đang áp lực, nó đang bị trả nợ, nó nợ đầm nợ đìa rồi, nhà này là siết nợ ngân hàng. Thì đương nhiên là những ngôi nhà đó làm sao nó tốt được bằng ông chủ nhà người ta đi mua cái căn biệt thự, mua căn liền kề mà giá tiền nó gấp đôi lần cái chung cư đang ở đấy. Thì đó là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta cũng cần tìm hiểu lịch sử. Đương nhiên là tìm hiểu lịch sử theo một cái khía cạnh mà nó phải thông tin, nó phải chuẩn xác, không bị gọi là các cái thông tin khác nhiễu loạn nhé. Đó, ngoài ra thì chúng ta mà được một cái nhà mà nó chuẩn chỉ như vậy thì chúng ta là một cái người mà thừa hưởng cái trường năng lượng tốt, thì chúng ta được hưởng được những cái nền tảng tốt do chủ nhà nó để lại. Thì trong phong thủy thì nó có ba cái tiêu chí mà nói lên cái trường khí tốt. Như các video trước tôi có chia sẻ, đó là những cái vấn đề liên quan, thứ nhất đó là năng lượng tốt, đó thứ hai là nhà nó có tương hợp với mệnh chủ hay là trạch chủ hay không, và ba nó là thời vận của ngôi nhà.
thì những cái liên quan đến lịch sử của ngôi nhà thì nó có thể nó liên quan đến yếu tố là trường năng lượng của ngôi nhà tốt hay không, hoặc là cái nhà đó nó có vào cái thời vận tốt hay không. Còn cái yếu tố mà trạch chủ và ngôi nhà tương hợp thì nó cũng tùy từng người, nhưng mà tuy nhiên là yếu tố mà vị trí, yếu tố về cái trường năng lượng biến thiên của ngôi nhà nó cũng rất là quan trọng, và nó chiếm đến 7 đến 80%. Còn những cái yếu tố là người trạch chủ của ngôi nhà nó có tương thông hay không thì nó cũng chỉ là một phần phụ thôi. Và cũng như tôi có chia sẻ là những cái thầy phong thủy giỏi hoàn toàn có những cái phép mà có thể trấn trạch được ngôi nhà như vậy nhé. Một trong những cái đặc điểm nữa mà chúng ta cần lưu tâm lưu ý đó là đặc điểm thứ năm. Thì có câu là đất lành chim đậu mà. Thì ngôi nhà tốt, ngoài cái việc chim chóc nó đến làm tổ ấy, thì nếu mà trong một ngôi nhà nó thể hiện cái trường khí nó luôn bằng những cái con người sống trong đó, ví dụ trẻ ở trong đó nó hoạt bát, nó khỏe mạnh, ngôi nhà đó thì không những là sinh nhiều con trai mà cứ đến nhà thấy một bầy con trai đến nhà nó chơi chẳng hạn, như vậy thì nó thể hiện một ngôi nhà thì nó có rất là nhiều sức sống. Đấy, ngoài ra thì ngôi nhà đấy nó đầm ấm, nó vui vẻ. Các cụ già thì có những cái làn da sáng, hoặc là có những cái mái tóc mà theo năm tháng nó cũng bạc đi, nhưng mà nó có thể hiện những cái sức sống đấy, thì nó cũng là thể hiện những cái mức độ mà cái trường năng lượng trong nhà thì nó rất là tốt. Đấy, hoặc là gia đình đó vợ chồng họ sống nó không phải là quá dư giả, nhưng mà người ta ít những cái tiếng xô chậu xô bát, ít những cái tiếng cãi cọ, và được hàng xóm người ta cho là một cái gia đình văn minh. Thì khi mà chúng ta mua vào những ngôi nhà như thế thì chúng ta cũng được thừa hưởng những cái trường năng lượng mà thịnh vượng về mặt nhân khí, từ đó nó làm cho chúng ta được có một cái những cái thừa hưởng thành quả, thừa hưởng một cái nền tảng mà thịnh vượng về mặt tình cảm, thịnh vượng về mặt sức khỏe. Ý đó nó cũng là một trong những cái nền tảng để mà chúng ta xây dựng nên một cái sự thịnh vượng lâu dài của chúng ta, đúng không ạ? Thì ví dụ như là nhà chúng ta không khỏe mạnh, nhà chúng ta không êm ấm trong gia đạo, thì tiền chúng ta kiếm nó cái ý nghĩa gì? Hoặc là lúc đó thì chúng ta đi ra ngoài đời chúng ta làm việc thì chúng ta có được thoải mái không, chúng ta có được minh mẫn, chúng ta có được sáng suốt không để mà ra được những quyết định để mà làm nên những điều kỳ diệu trong công việc của mình, đúng không ạ? Thì trong quá trình mà tác nghiệp, đi chọn nhà cũng như là đi chọn văn phòng ấy, thì ở đâu đó nó cũng không thể tránh khỏi được những ngôi nhà mà chủ nhà bị vỡ nợ, thậm chí chủ nhà đi ăn cơm nhà nước trong vài năm, hoặc là đi tìm những cái văn phòng trụ sở mà người lãnh đạo họ đôi khi họ ở trong những cái căn phòng, những căn buồng đó thì cứ liên tiếp là ông nọ mất chức, ông kia mất chức, hoặc là ở trong đó thì lại có ông lại bệnh nặng, bệnh kia thì toàn là rời ghế là do ung thư chẳng hạn. Thì đó cũng là một những cái ngôi nhà mà nó có chứa đầy những cái sự rủi ro, hoặc là những cái văn phòng nó chứa đầy những cái sự rủi ro mà chúng ta cần phải lưu tâm, chúng ta cần phải phòng tránh. Đương nhiên là quý cô chú anh chị mà là những cái người mới tìm hiểu về phong thủy gặp những cái trường hợp đó thì thôi, nó gọi là trong 36 kế thì chuẩn trong cái kế gọi là tẩu vi thượng sách ấy, thì nó lại là cái kế mà lại là đơn giản nhất, đúng không ạ? Còn với những cái người mà làm chuyên môn như chúng tôi thì chúng tôi sẽ đánh giá xem là cái thế đất đó, hoặc là ngôi nhà đó, văn phòng đó nó bị lỗi ra làm sao. Thông thường ấy, những cái người mà thành đạt trong cuộc sống là người ta sẽ giải quyết được những cái nút thắt, hoặc là những cái người mà người kinh doanh ăn nên làm ra là những cái người mà vào những cái thời kỳ khó khăn và người ta tìm ra những cái cửa mà người ta đột phá để người ta có được doanh thu khác những cái công ty đối thủ. Thì trong kinh doanh buôn bán bất động sản, hoặc là trong việc mua những cái bất động sản, thì đôi khi những cái ngôi nhà mà có vấn đề thì nó lại là một số những cái cơ hội. Vì tôi nói đơn giản một cái nhé, ví dụ một ngôi nhà mà có vợ chồng nó mâu thuẫn, nó bất hòa rồi nó ly thân ly hôn,
Nhưng mà đôi khi nó không hẳn là do tổng thể ngôi nhà nó có vấn đề hoặc là cái năng lượng ngôi nhà có vấn đề, mà đôi khi là do cái phòng ốc của hai vợ chồng đấy chọn nó không chuẩn. Tôi gặp rất là nhiều trường hợp nhà nó rõ ràng là hai vợ chồng ly hôn ly thân đấy, nhưng mà tôi thì tôi nhìn ra là cái nhà đó là nó ly hôn ly thân bởi vì cái vấn đề nó là cái vệ sinh nó đặt không đúng cung, cái cửa phòng ngủ vợ chồng thì nó bị hút hết vào cái năng lượng gọi là ở cái cung đấy, là cung đào hoa chồng, thành ra là chồng nó rất là có những cái máu nó trăng hoa, cứ đi ra ngoài là nó cứ bị cái sao đào hoa, rồi thì đôi khi là do không không có muốn đâu, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh mà chị em nó điêu keo quá thì thành ra là sa ngã lúc nào không biết, thì đấy là một trong những cái cách cục mà tiểu cục cái phòng ngủ nó có vấn đề. Nhưng mà một cái nhà ngôi nhà người ta mua đến mà người ta biết được những cái vấn đề ở đó và thay đổi cái phòng ngủ đó nó lại thành một cái phòng khác, phòng ngủ chính thì nó lại ra một cái phòng khác và thiết kế lại khu vệ sinh, bỏ cái khu vệ sinh mà nó bị phạm vào cái đào hoa phạm chủ đi, thì cách cục nó lại là rất là tốt và vợ chồng ấy hòa thuận, mà bản thân ngôi nhà mà chủ cũ nó ăn nên làm ra thì lại được kế thừa cái ăn nên làm ra của ngôi nhà đó và hóa giải đi những cái vấn đề nó liên quan đến cái vấn đề là hôn nhân không hạnh phúc. Thì câu chuyện mà tôi chia sẻ ở đây thì chẳng qua là để nói là có những cái ngôi nhà xấu thì xấu thật, có những cái ngôi nhà nó tốt thì tốt thật, thì chúng ta người trần mắt thịt thì chúng ta ưu tiên những cái năm cái dấu hiệu mà tôi vừa chia sẻ, và tất nhiên là những cái dấu hiệu mà nó mang tính ngược lại thì chúng ta sẽ phải đề phòng, chúng ta phải lưu ý nhiều hơn nhé. Thì tôi sẽ có những cái video mà lưu ý về những cái tiêu chí mà những ngôi nhà mà chúng ta không nên lựa chọn, hoặc là khi mà đã lựa chọn rồi thì phải có được những cách thức làm sao mà hóa giải được nhé. Thì tới đây thì tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.